Người ta nói cưới vợ là để vợ lo. Lo cái gì mà lo? Người ta nói cưới vợ là mình lời to. Lời cái gì mà lo? Sống tôi chẳng lo gì, chỉ lo ra vô vài ly. Cuộc đời mấy khi có những ưu phiền. Trời sao tôi khổ quá vậy nè. Con tôi chẳng để vợ làm việc gì đâu. Chào bên anh nhất. Từ dưới chén quét nhà làm vườn chăm con, nhưng vất vả trong lòng với tôi xem như là không. Bởi vì tôi yêu thương và tôi nhớ. Vợ tôi là nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la, tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế nếu muốn gia đình ấm êm. Chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười, chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu, đang ngủ say cũng phải thức dậy. Đời tôi là thế, chỉ muốn vợ cười vợ vui. Giờ vợ có gì là sai đâu. Bởi vì vợ tôi là nhất trên đời. Sao mẹ? Trời ơi, trời ơi. Ai, không biết năm nay hội người cao tuổi tặng quà mình cái gì ta? Chắc đằng ấy quà nhỏ xíu thôi. Hay nhỏ là cũng do phước phần của mỗi người thôi. Quạ quọ quá mà dễ gì có phước. Ai quạ quọ. Ủa? Chú thím ngồi đây mặn gì vậy? Chú thím gì? Trời ơi, bình thường mày kêu tụi tao là gì? Hai bác. Ủa sao tự nhiên này chú thím? Ai biết đâu, chị thấy đâu người ngồi cái ghế gì, tưởng đâu bạn muốn hẹn hò. Trời ơi, hẹn hò dễ gì. Rồi đâu ra. Hai bác ngồi đây làm gì vậy? Ngồi chờ nhận quà của hội người cao tuổi. Sao tôi nói gì bà cũng bắt chước theo trơn vậy bà? Cậu mới bắt chước mình đó nha. Thôi, hai người á, người thì có của ăn của để, người thì giàu có, mà ngồi chầu chực món quà nhỏ xíu mệt ghê. Mày vô duyên. Cái này là tiêu chuẩn của người ta, cái niềm vui của người ta, cái danh dự của người ta mà mày làm giọng gì vậy? Dở chân lên coi. Cái gì vậy mày? Dở luôn chân kia coi. Sao dở lợn hai chân mày? Trời ơi, cái thùng sơn còn quá trời đẹp luôn, ai bỏ uổng quá, tao đã lượm được nó rồi. Thần thiên địa ơi, nhà nó cũng đâu có nghèo khổ gì thì đâu bởi. Mà ngày nào nó cũng đi lượm ve chai long dịch đó là sao? Thì bởi. Sao nói chuyện với bà? Thôi đi, đừng có nói chuyện được cái gì người ta. Tôi cũng đâu nói chuyện gì ta. Tôi nói gì đó, ai có miệng mà tự nhiên mà mình nói chuyện với tôi. Mắc cười ghê. Mắc cười ghê. Quà tới. Có nhà ông Đăng Trang ơi. Mình có quà. Dạ cô là cô Đăng Trang. Ê, cô là cô Đăng Trang dạ, này con. Dạ con có quà gửi cho cô. Ngồi chơi đi cưng. Đâu. Dạ đây con gửi cho cô. Cảm ơn cưng. Dạ. Ủa ta tư Đăng Trang có quà. Ôi trời đất ơi, trời cái gì vậy? Đi không có coi. Dắp đá chứ gì mà nội. Chơi gì mà lưu manh. Gạt chân người ta. Già rồi chơi vui duyên. Mà. Mới thấy giao hàng, cảm ơn má. Bảy, quà của má. Đâu, quà này của con mà. Từ Đoan Trang, quà của má. Không phải, công ty gửi quà cho con. Mà bình thường công ty ghi tên má không à. Ủa rồi. Thì sao vậy, mai mốt là quà của ai thì cứ là để tên người đó nghe chưa? Đâu biết, đó giờ công ty vẫn ghi tên má, ai biết đâu. Đi vô đi. Bà chú ta trả lại cho ta. Ơi, không phải quà của mình mà mình dành mình giật. Trời ơi, rồi cái mặt đưa lên trời. Dạ con có quà gửi cho bác Tứ nữa mà nãy. Bác Tứ là tôi đây. À, kêu đúng đích danh bác Tứ. Bác Tứ ra nhận. Ủa sao cũng có quà. Ơi, ơi. Dạ con gửi bác Tứ. Quà bự nặng nữa nha. Cảm ơn con nghe. Dạ. Trời ơi, đi được cẩn thận nha con. Bác Tứ có quà. Không biết gì trọng mình nặng quá bé. Cảm ơn bác Tứ. Mày làm vậy? Tự nhiên giật quà của tao vậy mày? Quà của con mà. Hả? Mày nhìn đi, tên tao rõ ràng đây nè. Mà câu dưới là ghi là chuyển cho thiên tài. Mày bấm á.
gửi á, gửi tên mày đi, mắc gì gửi tên tao, bộ tao là người trung chuyển hả mày? Nhưng mà này nhà của bác thì đứng tên bác là đúng rồi. Để, trả đeo nữa. Còn cảm ơn bác. Nghe tên mày, nghe tên mày, nghe tên tao. Chủ nhiệm. Người cười hôm trước không sao người cười, nhưng mà không cần trộn trước không sao, ngay liền tức thì là coi như mình bị trả quả. Đánh đi. Dạ con chào hai bác. Dạ hai bác ơi, cho con hỏi ở đây có ai tên Tư không ạ? Đây ngồi chờ quà đi. Đây Tư. Ủa bác, ủa hình như là người nhận tên là Tú hoặc là Tứ gì đó bác. Tư chứ sao Tú. Vậy Tư? là coi như là cái chữ nó không có rõ đúng không con? Đây đây nè, có dấu sắc bị mờ đi nè. Đây là Tứ chứ Tư cái gì? Cái này là của chú đó con. Tư. Cảm ơn nha. Dạ gì hai bác nhận giùm con nha hai bác. Rồi cảm ơn con nha. Cảm ơn. Cái gì vậy bà làm gì? Buông ra. Bà làm gì? Bà làm gì? Thấy chữ Tư không? Thấy chữ Tư không? Tư đâu mà Tư? Nhìn vô. Có cái dấu sắc này mà Tư ở đâu mà Tư? Sắc đâu mà sắc đâu mà sắc? Trời ơi tôi tức dễ sợ nên nè, bà tức này đây nè. Cái dấu sắc nó bị mờ nè, đây nè. Tôi em nó dơ chứ trời, ăn nói ngang ngược. Dạ. Thôi mà, người nào cũng lớn hết rồi, lúc nào cũng cãi nhau là nhìn sao? Tư đây nè, mà ông cứ dám nói là có dấu sắc là sao? Thôi được rồi, chuyện này để tôi lo. Đợi ngày mai á, coi cái người á chuyển quà tới coi xác định đúng tên người nhận đi, hiểu chưa? Còn cái hôm nay á tôi lo. Ê mày tự nhiên mày lấy rồi vừa lắm mà của người ta dành chứ vậy. Lại không thể nói chuyện không nữa, tao mệt quá. Trời ơi không có. Cái gì đấy ta, cái gì ở trong mà làm cái gì Tư với ông Tứ giành giật nó, bảo đảm quý giá lắm này. Mà dành là đúng rồi, khách hàng đề chữ Tu là cái gì? Tư hay là Tứ ta? Nữa, tối ngày cứ đem ba cái đồ ve chai về nhà nữa chứ gì? Không dám đâu, ai nói bà này ve chai? Đồ quý á, cái này là người ta giao. Mà bà thấy không, đề chữ Tu nè, là không biết của ông Tứ hay là bà Tư, hai người giành giật anh thấy chướng mắt quá, anh chụp anh chạy đem về nhà luôn. Rảnh quá, người ta giành nhau để người ta giành đi. Tài Lâm đem về đây, lỡ hàng cấm rồi sao? Nghĩ sao hàng cấm vậy? Ông Tứ bà Tư là người đàng hoàng, không có chuyện hàng cấm. Đó, nó kêu tít tít này đâu phải hàng cấm đâu, nó là bơm. Trời ơi, trời ông có bị điên không vậy? Hết chuyện rồi đem bơm về nhà, chứ nó nổ bánh xác tôi với ông hả? Chứ giờ sao? Trời ơi, của ai đem trả người đó, nhanh lên. Nhanh lên. Hả? Giấu trong. Trời ơi! Nụ khùng! Đem vô đó nó nổ bánh cái quán cà phê rồi sao? Thì giấu luôn! Giấu đem luôn. Đi ra đường! Trời ơi! Nhanh lên! Nó nổ một cái là chết luôn! Nó lẹ lên! Nó đâu có nổ đâu. Hay là đàn ông hèn nhá. Ai gì vậy? Hèn nhát trời ơi, mặt xanh như đít nhái. Có cái gì đâu, bị mình cứ đập. Trời đất ơi, vậy ai nói bơm vậy? Hả? Bà phải không? Hả? Ông á, ông nói là bơm cho ông nhảy cho tôi sợ tôi thấy thằng này thấy cho ông thấy cho tôi thấy thằng này. Bà đó, bà thấy. Ông. Người ta đưa qua đàng hoàng còn bà thấy. Không? Thì sợ quá chứ sao? Ai sợ gì đó, có phải là bà tưởng bơm mà bà sợ không? Vậy cái ông có sợ không? Không phải, tại trong đó nghe tích tắc ớn muốn chết. Bây giờ luôn. Có đâu. Bây giờ sao? Bây giờ hay là con mở ra thử coi trọng có gì hả? Nhưng biết của ai đâu mở. Có ừ. Kệ, mình cũng phải thử cho nó biết. Thì mình mở đi. Mở đi. Thôi bác mở đi. Thôi, bà mở đi. Ông mở đi, ông giỏi mở đi. Nè mày giỏi mở đi, đặt ông hèn nhát. Vậy? Từ từ. Mở đi, mở ra, 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 mở ra
chỉ là cái đồng hồ thôi à. Hèn nhát đàn ông hèn nhát. Chỉ là cái đồng hồ báo thức thôi mà. Nó đèn nó chết luôn vậy, gãy chân rồi. Đồng hồ với nhau dữ vậy. Sao vậy con, cái đồng hồ mà chết cha bể rồi. Đây nè, cái đồng hồ báo thức mà bị bể rồi. Trời đất ơi, chân tao luôn vậy. Ai quăng, hồi nãy ai quăng? Ai quăng? Bà quăng. Quăng hồi nào, thằng này nó quăng. Bây giờ cái đồng hồ tính sao bà Tư? Tính gì muốn đè gãy chân ta nè. Mày đó ha, mày quăng là bây giờ mày phải đền. Không dám đâu, cái đồng hồ này bây giờ á, cái người nào nhận người đó phải đền. Dám đâu. Người nào nhận vậy? Ai nhận, ai có ai biết? Bà nhận đó. Ông nhận á. Còn bây giờ á, nó đã hư rồi. Con đem về tái chế con sai. Ủa gì vậy? Mày bắt người ta đền rồi mày lấy cái thằng kia thằng thương. Mày tao không có xứng để tao chạy theo mày chứ mày. Trời ơi, thằng kia mày đứng thằng kia. Trời ơi, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, thằng kia. Bác ơi, con chào bác. Đi giao hàng nữa hả? Dạ không, hôm qua con giao nhầm cho bác một hộp quà đó bác. Hộp quà nào? Hộp quà hôm qua đó. Ơi, tôi không có nhận nha. Tôi không có nhận à. Giá quà nào mà nói tôi nhận trời. Ủa, hôm qua con giao cho bác rõ ràng mà. Trời ơi, giao cho tôi nào trời. Người nhận tên là Tú, nhưng mà người ta viết lộn là Tứ. Vậy bác có phải là bác Tứ không bác? Không, tôi tên Tuấn, Kiều Minh Tuấn. Thôi, làm ơn đi chỗ khác đi. Sao còn trẻ mà bị thần kinh tội nghiệp quá vậy. Giao hàng mà không biết ai nhận hết trơn trời ha. Thôi, tôi không có nhận nha, tôi không có nhận đâu. Bác ơi bác. Chết mình rồi. Hôm qua gõ ràng mình giao cho bác ấy mà ta. Thì mày giao cho tao chứ ai. Vợ tôi lớn nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế nếu muốn gia đình ấm êm. Chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu đang ngủ say cũng phải thức dậy. Đời tôi là thế chỉ muốn vợ cười vợ vui. Sợ vợ có gì là sai đâu. Bởi vì vợ tôi là nhất trên đời.